nhà có chó không? Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vật Vờ Vlog đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục mang cho các bạn một mạng xã hội mới, đó chính là mạng xã hội Line. Ok, đây. Line. Mạng xã hội này thì ở Nhật Bản được rất nhiều người dùng nhá. Và không linh tinh liên thuyên nữa thì bây giờ mình sẽ vào trải nghiệm mạng xã hội này nhá. Đầu tiên mình sẽ xóa hết dữ liệu đi để hướng dẫn các bạn đăng nhập luôn. Coi như là ấy lại từ đầu anh em ạ. Ok. Rồi vào mạng xã hội Line thôi. Đó. Ấn bắt đầu nha. Tiếp tục cho phép. Các bạn chọn Việt Nam nha. Các bạn chọn Việt Nam ấy. Bắt đầu này. Đấy, rồi các bạn chọn Việt Nam nha. Việt Nam các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào. Ok, xong rồi tiếp tục không? Ấn ok anh em ạ. Nó sẽ gửi mã xác minh về cho anh em. Và anh em sẽ đây. Đấy, nó sẽ gửi mã xác minh về. Nếu nó không tự động chuyển sang cái này thì anh em sẽ nhập mã xác minh vào và ấn ok là nó sẽ tự chuyển động sang cái này nha anh em. Và sau đó chúng ta ấn cái dấu V ở dưới. Ấn tiếp tục. Cho phép. Chúng ta ấn tạm bỏ qua nha. Ok. Chúng ta xem ở trong mạng xã hội Line này có những gì mới ạ. Có gì đặc sắc mà được người dân Nhật Bản dùng. Rồi. Đây là phần bạn bè, chúng ta kết bạn. Đây là các dịch vụ của ứng dụng Line B612 luôn này anh em ạ. Ứng dụng Line Camera đấy kìa. Đây là phần trò chuyện nhá. Trò chuyện với các bạn, trò chuyện với bạn bè của chúng ta ấy. Đấy, giống như kiểu Messenger anh em ạ. Đây là phần bạn bè, đây là phần trò chuyện. Đây là phần timeline. Đây, đây là phần timeline giống như phần bản tin anh em ạ. Bản tin là những cái thông tin tin tức sự kiện trên Facebook anh em ạ. Hình ảnh các kiểu ấy. Rồi ok, chúng ta đã vào đây thì chúng ta có thể ấn vào video để xem. Đó. Đây là mạng xã hội này ở Việt Nam nha. Thấy chưa? Người Việt Nam cũng dùng cái này nha anh em. Rất nhiều thông tin luôn. Đây là mình chưa kết bạn với bạn nào ở Việt Nam ấy. Nên là nó chưa hiển thị mấy cái thông tin nữa ấy. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ có cái phần gọi là vừa thích vừa bình luận anh em ạ. Đây này, cái hình mặt cười đây này. Đây, ok. Chúng ta ấn một chạm vào cái mặt cười. Được, ấn giữ này. Đó, đây là thích này. Tim này, ha ha này. Cái này là wow này, cái này là buồn này. Hồi lộn mẹ hết rồi anh em ạ. Cái này là thích này, cái này là tim, cái này là ha ha, cái này là wow. À đéo phải. Cái này là cái gì anh em? Anh em đoán cái này là cái gì ạ? Mình cũng chả biết cái đấy là cái gì. Đấy. Nói chung là mạng xã hội Line thì nó có những cái này nha anh em. Wow đây, chắc đây mới là wow anh em. Đấy, mạng xã hội Line thì nó có những biểu cảm này nha. Đây là phần bình luận. Đấy. Phần bình luận này. Ok. Khi mà chúng ta kết bạn này thì chúng ta cũng sẽ được hiển thị các tin tức về các bạn bạn này nha. Đây. Đây mình chưa kết bạn với ai nên là nó sẽ hiển thị toàn cái này thôi. Ứng dụng này nó chỉ hiển thị những bạn bè của chúng ta thôi nha, chứ không hiển thị các thông tin khác. Đây là phần giới thiệu thông tin. Đây, đây là timeline anh em. Ok. Tham này giống cái phần tin tức của chúng ta. Đây cũng có phần chia sẻ này. Đấy, chia sẻ.
chia sẻ lên Townline, chia sẻ lên phòng chat, chia sẻ trong ứng dụng khác, và sao xét link nha. Ok, đây là phần thông báo xem có thông tin gì mới đấy, một lần giống kiểu Facebook ấy, anh em ạ. Và tiếp theo sẽ là từ cuộc gọi nhé. Chúng ta có thể gọi điện miễn phí ở trên ứng dụng Line này bằng cách là người thân của chúng ta cũng dùng cái ứng dụng Line này thì chúng ta mới có thể gọi điện đấy nha. Cũng kiểu như Messenger ấy, hai người phải dùng một ứng dụng này thì mới có thể gọi điện lại được cho nhau. Đó. Đấy, thêm bạn này. Đây là phần Line với ứng dụng này có ví điện tử luôn anh em ạ. Phần thêm bạn. Ok. Phần thêm bạn đây. Thêm bạn. Đó, rất nhiều luôn. Đây hầu như là toàn những cái mà kiểu là trang cá nhân cái gì đấy, gọi là fanpage đấy anh em. Ở trên Facebook cũng gọi là fanpage. Cái này thì nó gọi là cái gì đấy, kiểu như là một cái trang mạng ấy, kiểu để quản lý quảng quảng bá cái kiểu đây FC bác sĩ đầu nạ có ở đây anh em ạ. Đó. Nó cũng y là TikTok, y là Facebook thôi. Nhưng mà mạng xã hội này thì theo mình biết thì là cái gì nhỉ? Theo mình biết thì cái cuộc gọi này chất lượng nó rất là tốt anh em ạ. Chất lượng của cuộc gọi ở trong Line này nó rất là tốt. Và cái phần đây, phần trò chuyện này cũng thế. Đây phần cuộc gọi nhá. Cuộc gọi này rất là tốt luôn. Đây ví dụ mình gọi cho bố mình nha. Đấy. Thì ở đây bố mình chưa dùng cái Line này thì nó sẽ có mời chuyển lời mời đến điện thoại của bố mình nhé. Ok, cái này cũng sẽ có trò chuyện bằng video call nha anh em, video call ấy. Đây là bạn bè này. Trò chuyện này, timeline này, phần tin tức đây. Rất là nhiều luôn. Line Việt Nam này bởi vì là nó hiện lên cái này ấy, bởi vì là mình chưa chưa kết bạn với những ai ấy, chưa kết bạn với ai này nó sẽ hiển thị toàn cái timeline thôi nha. À cái Line Việt Nam này thôi anh em. Chúng ta phải kết bạn với một số người thì nó mới hiển thị các thông tin rồi các sự kiện của một số người đấy. Cái bài viết của một số người đấy giống kiểu Facebook anh em, chứ không tự hiển thị một số người lạ đâu anh em, không tự hiển thị một số người lạ giống như là mạng xã hội Gabo ấy, Gabo hay là Haha Nono đâu anh em. Hai mạng đấy thì nó tự hiển thị một số người không mà chúng ta không quen biết ấy, đây thì nó sẽ không hiển thị, bởi vì người dân Nhật Bản ấy thì họ cũng gọi là kiểu là cái thông tin cá nhân của họ ấy, họ muốn bảo mật đấy, nên là các trang mạng thế không được tự tự ý đưa hình ảnh của mọi người lên lên trên đây mà chỉ được bạn bè chúng ta thôi. Ok chưa? Đây là phần cuộc gọi nha. Chất lượng cuộc gọi trong ứng dụng Line này rất là tốt anh em ạ. Mình theo mình biết thì dụng này được người Hàn Quốc, Nhật Bản kiểu dùng nha. Đó. Chất lượng cuộc gọi trong đây là rất là tốt nhé, rất là tốt luôn, mình đánh giá là 5 sao luôn đấy, tốt hơn Messenger gấp 3 lần anh em ạ, khoảng đấy. Mình nhưng mà mình đánh giá cái ứng dụng gọi điện này rất là tốt, nó không bị tiếng nó không bị gọi là đứt đoạn này là ồn nhất cái kiểu nhá, video call cũng rất là mượt. Đó. Tham này. Ứng dụng này anh em nào muốn trải nghiệm thì có thể tải về. Ok, như vậy là video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các clip tiếp theo. Chúc anh em có một ngày sức khỏe dồi dào nha anh em, và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok.